Như vậy là cái giải vô địch AFF Cup 2022 đã bắt đầu, chúng ta nằm ở bảng B. Đội tuyển Việt Nam chúng tôi thì có trận đầu tiên gặp đối với đội Lào. Chúng ta cũng biết là hiện nay huấn luyện viên của đội tuyển Lào đó là huấn luyện viên người Đức. Ông này nó mới được bổ nhiệm năm 2022 thôi. Và hiện nay thì dưới cái thời của huấn luyện viên mới thì đội Lào đã đá 4 trận, trong đó 2 trận tháng 9 và 2 trận tháng 12. 2 trận tháng 9 thì tôi chưa xem được, nhưng 2 trận tháng 12 thì đá với cái đội U23 của Thái Lan thì tôi đã xem. Tôi đã xem trận 1, tôi đã xem trận 2. Thông qua nhân viên phân tích của đội thì chúng tôi đã có một số các cái thông tin. Ở cái trận lượt đi, trận thứ nhất và trận thứ hai với cái đội Lào á, thì tôi phát hiện ra là cái danh sách của họ á, là họ có 11 cầu thủ. Thì trong số 11 cầu thủ này á, thì trận 1 họ cũng xuất hiện, trận 2 cũng xuất hiện. Chỉ có khác biệt duy nhất là ở trận 1 thì cầu thủ số 11 ra sân, còn trận 2 thì cầu thủ số 9 thì ra sân ở đội hình xuất phát. Trong đội hình đội tuyển Lào thì hiện nay theo chúng tôi biết là chỉ có 3 cầu thủ là trên 23 tuổi, còn lại là các cầu thủ đều ở lứa tuổi SEA Games. Họ muốn hướng đến cái SEA Games năm tới thì phải. Các cầu thủ trẻ, chính vì thế cho nên cái tình fighting, tinh thần chiến đấu của họ rất là tốt, họ rất là năng động. Về cái cân bằng đội hình cũng khá là tốt. Có vẻ như huấn luyện viên này muốn tăng cường khả năng sở hữu bóng cho đội bóng này. Thông qua cái trận 1 và cái trận 2 đối với đội Thái Lan thì chúng tôi cũng nắm bắt tình hình như vậy. Chúng ta cũng biết rằng là 5 năm nay thì tôi bổ nhiệm được 5 năm nay, và chúng ta cũng biết rằng lối chơi cũng như là cái đội hình của cầu thủ, chúng ta cũng biết là đại đa số cũng rất là nhiều cầu thủ đã gắn bó với tôi 5 năm nay rồi. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta cũng giữ được cái sự ổn định của lối chơi. Thực ra cái giải này thì cũng như mọi giải đấu khác thôi, chúng ta luôn luôn vẫn như thế và luôn luôn chúng ta vẫn quẩn quẩn, chúng ta vẫn chuẩn bị như những gì chúng ta đã chuẩn bị. Các cầu thủ, theo tôi biết rằng là họ cũng đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần để cho cái giải đấu này. Nó chỉ có một cái khó, đó là chúng ta biết rằng là cái trận này là cái trận đầu tiên với tất cả các đội, thì đội nào trận đầu tiên luôn luôn khó khăn. Và chúng ta biết là ví dụ như đội Argentina vừa rồi đấy, trận đầu tiên nó khó đến mức là họ còn thua cả cái trận đầu tiên nữa. Nhiệm vụ của tôi đó là bây giờ làm thế nào để tiếp tục hỗ trợ cho các cầu thủ để họ tiếp tục chuẩn bị tốt, tập trung tinh thần để thi đấu tốt. Thực ra thì đối với tôi ấy, thì dù từ ngày đầu tiên tôi sang Việt Nam hay bây giờ là cái gọi là cái giai đoạn cuối, cái giải đấu cuối chăng nữa, thì thực sự là tôi cũng ngày nào cũng ở trong cái tình trạng luôn cái tinh thần là như ngày đầu tiên thôi. Tâm lý và mọi cái phương thức của chuẩn bị chúng tôi đều giống hệt nhau cả. Tôi thì không muốn là nói đến cái dòng chữ này. Tôi cũng không muốn là dùng cái cách thể hiện là giải đấu cuối cùng của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái giải đấu nào thì tôi luôn luôn vẫn là nỗ lực hết sức, luôn luôn là một huấn luyện viên để dẫn dắt tất cả các cầu thủ. Tôi cũng không bao giờ nói với các cầu thủ của chúng tôi rằng đây là giải đấu của tôi và tạo các áp lực cho cầu thủ gì cả. Tôi không nói họ là phải làm cái này hay cái kia. Và chúng ta cứ làm, tôi vẫn nói với họ chúng ta cứ làm như chúng ta đã từng làm trong thời gian vừa qua. Tôi hy vọng là các anh, các cơ quan báo chí, ngôn luận cũng không nên rắc đến cái từ này đối với cái khái niệm này đối với tôi.